Chào tất cả quý vị và các bạn, hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin nhận định phân tích dự đoán trước cái trận đấu giữa Siêu Milan FC gặp Chievo trong khuôn khổ là vòng đầu tiên, vòng 1 của K-League 2 năm 2023, tức là giải hạng nhất của Hàn Quốc như quý vị. Và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 14 giờ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 3 năm 2023, và sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh FPT Play. Quý vị và các bạn có thể vào kênh FPT Play là sẽ xem được trực tiếp trận đấu giữa Seoul Milan FC gặp Chievo. Quý vị và các bạn thân mến, lý do vì sao mà Thai TV lại đưa ra một phân tích nhận định và quan tâm tới cái giải đấu hạng 2 của Hàn Quốc, mà tại sao lại không có quan tâm tới cái giải đấu hạng nhất của Hàn Quốc? Vì là Seoul Milan FC vừa mới chiêu mộ thành công Văn Toàn như quý vị, và chúng ta hy vọng rằng Văn Toàn sẽ được ra sân thường xuyên và sẽ tỏa sáng trong cái màu áo của câu lạc bộ này, cho dù chỉ là giải hạng 2 của Hàn Quốc mà thôi. Nhưng mà chúng ta phải quan tâm vì là cái chất lượng cầu thủ của chúng ta như thế nào. Thứ nhất, thứ hai nữa là chúng ta cầu nguyện cho Văn Toàn sẽ được ra sân thường xuyên. Quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, Quang Hải đã bị xuống phong độ một cái cách rất là trầm trọng khi mà về phục vụ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam tại AFF Cup vừa rồi. Thì Quang Hải đã xuống phong độ không thể tưởng tượng được luôn, không ghi được bàn thắng nào, rất là ít đóng góp cho đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Vì sao? Vì là khi mà Quang Hải qua PAOK C thì huấn luyện viên Diego Tholo của PAOK C cũng đã trao cơ hội cho đá chính những trận đấu đầu tiên, khoảng 3 trận đấy quý vị. Nhưng mà cuối cùng Quang Hải không thể hiện được nhiều và bắt buộc huấn luyện viên Diego Tholo của PAOK C phải cho Quang Hải trên ghế dự bị. Và sau đó thì ông cũng đưa Quang Hải vào khoảng cứ một trận là khoảng 15-20 phút gì đó. Nhưng mà cuối cùng thì Quang Hải cũng không có làm được cái điều gì nó gọi là nó quá xuất sắc. Cho nên là huấn luyện viên Diego Tholo hiện tại bây giờ thì thấy dư luận nói dữ quá thì ông mới đưa vào trong vòng vài phút mà thôi. Đó, còn hiện tại bây giờ thậm chí có những cái trận đấu Quang Hải không được đăng ký thi đấu luôn. Hiện tại bây giờ thì Công Phượng cũng đang thi đấu ở nước ngoài, và hai vòng đấu đầu tiên thì Công Phượng cũng không được ra sân, thậm chí không được đăng ký danh sách thi đấu luôn, chứ đừng nói là ra sân. Quý vị và các bạn thấy Văn Lâm rồi, Văn Lâm đi qua Nhật Bản thi đấu, một cái thủ môn xuất sắc đẳng cấp như vậy mà vẫn ngồi dự bị. Và chúng ta hy vọng rằng Văn Toàn sẽ được ra sân thường xuyên tại câu lạc bộ mới này nha quý vị. Đó, và thật sự là mình phải quan tâm chứ. Nếu như mà cầu thủ mà không được ra sân thi đấu thường xuyên á, thì họ sẽ bị xuống phong độ một cách rất là trầm trọng, và lúc đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bóng đá Việt Nam của chúng ta, đến đội tuyển quốc gia Việt Nam. Mà trong tương lai thì đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta hướng đến là sẽ tham dự được vòng chung kết World Cup 2026 hoặc giả là 2030. Thì đó chính là cái mục tiêu của huấn luyện viên mới hiện tại bây giờ đấy, và mục tiêu của bóng đá Việt Nam của chúng ta trong tương lai. Cho nên là chúng ta phải quan tâm tới những cái cầu thủ xuất ngoại này. Xuất ngoại thì tốt, học hỏi rất là nhiều điều, nhưng mà không biết được là xuống hay lên phong độ. Đó, Đoàn Văn Hậu đó, quý vị và các bạn biết rồi, qua Bỉ thi đấu, ngồi dự bị không có được thi đấu một phút nữa. Đấy. Và bây giờ thì là những cái nhận định, phân tích, dự đoán trước cái trận đấu giữa Seoul Milan FC, câu lạc bộ của Văn Toàn, đối đầu với lại là câu lạc bộ Chievo. Trong khuôn khổ là vòng 1 giải hạng 2 giải hạng nhất của Hàn Quốc năm 2023, tức là giải K-League 2. Seoul Milan FC và Chievo thuộc giải hạng 2 của Hàn Quốc, giải hạng nhất của Hàn Quốc. Và mùa giải năm ngoái thì Chievo vẫn đang thi đấu ở giải hạng 3 Hàn Quốc và cán đích ở vị trí thứ 15 trên 18 bảng tổng sắp. Tuy nhiên, sau khi sát nhập vào với một cái đội bóng cùng thành phố, đó chính là Chievo City, họ đã được thăng lên hạng 2. Vòng đấu đầu tiên, Chievo sẽ đụng độ với Seoul Milan FC. Với cục diện hiện tại thì giới chuyên môn không kỳ vọng vào một cái tập thể được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Choi Joo-hyun sẽ tạo nên bất ngờ trước một cái đội bóng mà hiện tại bây giờ Văn Toàn đang đầu quân, đó chính là Seoul Milan FC. Lý do thứ nhất, kinh nghiệm trận mạc giữa hai đội có khoảng cách rất là xa về trình độ. Bên cạnh đó thì phong độ của Chievo cũng đang còn rơi vào khủng hoảng khi để thua 4 trận liên tiếp vừa qua. Tính xa hơn, họ đã không thắng cả 9 trận gần nhất, thua tới 6, trong đó có 7 trận thua tỷ lệ ở châu Á. Ở mùa giải trước thì Chievo là một cái đội trong những cái đội bóng có số thắng trận thắng tỷ lệ châu Á thấp nhất của giải hạng 3 của bên phía Hàn Quốc. Lý do thứ hai là bản thân
Sun LNFC của Văn Toàn đang duy trì được cái hưng phấn cần thiết, đặc biệt là khi được đá trên sân nhà. Con số thống kê cho thấy 7 trận gần nhất được đá tại Mukong Arena, sân nhà của Sun LNFC, thì thầy trò của huấn luyện viên Park Cho-kyun chỉ 2 lần bại trận và có 5 chiến thắng, trong đó có những cái chiến thắng mang tính điểm nhấn trước Jeonnam Ajang, hai đội dẫn đầu bảng tổng sắp và có vé đá playoff thăng hạng. Đó, thì nói chung mà chúng ta cũng thấy rồi, Sun LNFC của Văn Toàn được đánh giá cao hơn với một đội bóng mới thăng hạng. Và thật sự nếu như mà năm ngoái họ mà không sáp nhập vào cái Cheol City thì họ sẽ không được thăng hạng đâu. 18 đội mà họ đứng vị trí thứ 15 sau thăng hạng được. Nhưng mà nhờ sáp nhập vào một cái câu lạc bộ đó chính cùng thành phố đó chính là Cheol City, cho nên họ đã được thăng hạng. Và tôi nghĩ rằng một cái chiến thắng đậm trước một cái câu lạc bộ này của câu lạc bộ Văn Toàn rất là có khả năng xảy ra. Nhận định hiệp 1 của cái trận đấu này thì trên sân nhà 7 trận gần nhất thì Seoul FC chỉ một lần bại trận và có 5 chiến thắng trước khi một kết thúc. Trong khi đó thì Seoul nhập cuộc cực tệ khi thua 3-4 trận sân khách vừa qua trước cái giờ giải lao. Thế nên sẽ không bất ngờ nếu như mà hiệp 1 trận đấu kết thúc với lợi thế nghiêng về Seoul FC, lựa chọn là Seoul FC nha quý vị, sẽ thắng trong hiệp 1. Đó. Cái tỷ lệ tài xỉu giữa Seoul FC và Cheol tại cái sân nhà của Seoul FC đó chính là Mukong Arena. 4/6 trận gần nhất của Seoul FC kết thúc mà không có quá 2 bàn thắng. 4/5 trận vừa qua của Cheol cũng không có quá 2 pha lập công. Đặc biệt trên sân khách, Cheol không ghi bàn liên tiếp 3 trận gần nhất và cả 3 trận đều có kết quả là xỉu chung cuộc. Lựa chọn là cái trận đấu này là ít bàn thắng như quý vị đó. Thì thay vì dự đoán là Seoul FC sẽ thắng Cheol với tỷ số là 3-0, tôi nghĩ rằng là như vậy. Quý vị và các bạn dự đoán như thế nào thì hãy comment phía bên dưới video này nha. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy tặng cho Thai TV hai một like, một comment, một share, một subscribe để cái được phát triển, tạo động lực làm những video tương tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái bộ hát live stream thì hãy liên hệ với Thai TV qua số điện thoại 0939 732 349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã yêu mến ủng hộ kênh Thai TV trong thời gian vừa qua. Và bây giờ xin trọng kính chào và hẹn gặp lại.